Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Xe hạng A đua nhau hạ giá tăng khuyến mãi tại thị trường Việt Nam, thách thức lớn cho VinFast Fadil. VinFast Fadil đã ra mắt tạo áp lực lên các mẫu xe hạng A khác đang mở bán trên thị trường, từ xe bán chạy nhất cho tới xe ế ẩm nhất ít người mua. VinFast Fadil đã tạo nên cơn sốt sau lễ bàn giao hàng trăm chiếc xe cùng một lúc tại Việt Nam. Mặc dù có giá cao nhất phân khúc, VinFast Fadil đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị phần phân khúc hạng A, bởi đây là xe mới, thương hiệu Việt và trang bị cũng đa dạng nhất so với các đối thủ. Bộ đôi xe Hàn Quốc là Hyundai Grand i10 và Kia Morning đang dẫn đầu doanh số trong phân khúc, nhưng vẫn không ngừng thay đổi cả về giá bán và trang bị tại thời điểm này. Toyota Wigo và Suzuki Celerio là cặp đôi xe Nhật cũng đang được ưu đãi giá, tạo nên sức ép mới lên VinFast Fadil. Giá vô doanh số Grand i10 đang được giảm thêm 5 triệu đồng tùy vào từng đại lý. Một đại lý Hyundai tại Ninh Bình đang chào giá ưu đãi xe Grand i10 với gói phụ kiện giá trị khoảng 15 triệu đồng cộng thêm bảo hiểm thân vỏ. Tổng ưu đãi lên tới khoảng 30 triệu đồng. Kia Morning tuy không có ưu đãi nhiều như Grand i10, chỉ có một vài món phụ kiện như trải sàn, dán kính, lót cốp, phiếu bảo dưỡng, nhưng lại có thêm phiên bản mới. Đây là bản số tự động rẻ nhất trên thị trường, được phát triển từ bản số sàn 299 triệu đồng. Bản Morning số tự động tiêu chuẩn có thay đổi về hộp số, thêm phanh ABS, giá 339 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với Fadil bản tiêu chuẩn là 395 triệu đồng. Toyota Wigo từng một thời bán chênh tiền phụ kiện kiểu bia kèm lạc, nay cũng đã phải hạ nhiệt bằng cách giảm giá khoảng 40 triệu đồng tại các đại lý. Giá bản số tự động từ 405 triệu hiện xuống còn 365 triệu đồng, cũng thấp hơn Fadil đáng kể. Một mẫu xe khác cũng đến từ Nhật là Suzuki Celerio cũng đang được áp dụng ưu đãi tiền mặt 10 triệu đồng, tặng thêm phụ kiện như trải sàn, bọc da ghế, dán kính, trị giá thêm hàng chục triệu đồng nữa. Duy nhất chỉ có Honda Brio là không có thay đổi về giá, bởi mẫu xe này vừa được ra mắt ngay cùng thời điểm bàn giao VinFast Fadil tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách mua Brio vẫn được tặng kèm một vài món phụ kiện nhỏ như dán kính, trải sàn. Đại lý VinFast không chọn hình thức tặng phụ kiện cho Fadil như cách làm của các đại lý thuộc thương hiệu khác. Người mua xe phải bỏ tiền để lắp thêm. Cách ưu đãi mà hãng xe Việt chọn là thay đổi giá theo từng thời điểm. Đặt xe càng sớm, người tiêu dùng càng được hưởng lợi bởi có mức giá thấp hơn rất nhiều. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.